Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh AVN. Mình là Mỹ Học. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chiếc máy bay điều khiển. Nhưng mà cái chiếc máy bay này nó không biết nó giống cái hình dạng của cái con gì nữa. Thôi, mình gọi tạm nó là con tôm đi. Tôm bay nhé. Và bây giờ mình sẽ mở hộp để giới thiệu với các bạn nhé. Giới thiệu về con tôm bay. Không biết cái con tôm bay này nó hoạt động như thế nào, cùng mình mở hộp và khám phá nó nhé. Đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng về cách thức hoạt động của con tôm bay này. Còn đây là dây sạc, mình cắm trực tiếp lên máy bay để nó sạc nhé. Điều khiển có thể điều khiển lên xuống qua lại. Đây là tôm bay có cái hình nó giống con tôm đó bạn, nó có hai lớp cánh. Đèn phía trước nào các bạn. Còn phía dưới này là công tắc, mình có thể bật qua lại khi mình khởi động máy bay. Nhưng mà chiếc máy bay này nó có một cái đặc điểm là khi mà chúng ta điều khiển á, mà chúng ta vô tình mà có làm nó rớt xuống thì chiếc máy bay này nó sẽ tự động tắt. Mình sẽ cho con tôm bay này thử thách cái 5 món đồ vật. Như các bạn đây, xem nó đủ sức mạnh để có thể cẩu những cái món đồ vật này lên không nhé. Cùng theo dõi nha. Trước tiên thì Hạnh sẽ cho nó thử thách với lại món đồ vật nhẹ nhất. Đây, cho cái con bao lì xì này vô nhé. Và bây giờ là tới đồ vật thứ hai, nặng hơn cái đồ vật ban đầu nhé. Vậy là chúng ta đã trải nghiệm xong, các bạn thấy thế nào? Nó thì với các bạn là con tôm bay nó hơi yếu cho nên nó không có thể cẩu được hết tất cả những cái đồ vật mà mình muốn thử nghiệm cho các bạn xem. Và kết quả là cái cánh của mình nó cũng bị gãy rồi. Thôi nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm thú vị đúng không các bạn? Thôi hẹn lại gặp lại các bạn trong những video lần sau, mình sẽ có những điều thú vị và bất ngờ dành cho các bạn. Nhớ theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.